thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong tháng 8 này, đoàn công tác huyện Chợ Mới gồm các đơn vị Ủy ban Mặt trận huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, quyền đoàn, hội nông dân và các mạnh thường quân đã có chuyến đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng Lạc Quới và trao quà tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo khó khăn trên địa bàn xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn. Tại đây, đoàn công tác huyện Chợ Mới đã trực tiếp trao tận tay 30 phần quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, 149 phần quà gồm sách giáo khoa, tập, cặp học sinh, gấp học tập và xe đạp cho các em thuộc diện hộ nghèo khó khăn xã Lạc Quới, tổng trị giá trên 67 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động 102 bộ sách giáo khoa, 6 gốc học tập cùng 15 triệu đồng tiền mặt. Hội Nông dân vận động 400 quyển tập, 40 chiếc cặp, 5 triệu đồng tiền mặt. Quyền đoàn vận động 1.000 quyển tập cùng với một chiếc xe đạp. Cầm phần quà trên tay, các em không khỏi vui mừng vì năm học mới này giảm được một phần chi phí cho cha mẹ. Giúp các em là có động lực thêm vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục học tập. Chuyến công tác này, mọi nguồn lực được tập trung để chăm lo chuẩn bị cho các em học sinh đầu năm học mới. Vì hơn bao giờ hết, ngay thời điểm này là lúc các bậc phụ huynh phải chuẩn bị cho con em mình bước vào năm học với nhiều chi phí phải lo toan. Vì vậy, sự hỗ trợ này rất kịp thời và thiết thực. Mình tham gia cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Mỗi lần mà đi như vậy đó là trong lòng rất là hạnh phúc. Mình đã được chia sẻ, mình san sẻ, mình giúp được các em học sinh nè. Được cấp sách đến trường, rồi các anh chiến sĩ mình là kiểu như là mình tri ân, mình rất là biết ơn các anh đã không ngại gian khổ để mà gìn giữ biên cương. Mình rất là mong chẳng những năm nay và liên tiếp những năm về sau sẽ tiếp tục đồng hành cùng cái chương trình. Thì trong cái thời gian qua đối với cái đồn biên phòng cũng như là đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân xã Lạc Quới cũng là phối hợp tốt với nhau trong thời nhiệm vụ, đặc biệt là trong đó sự hỗ trợ rất tốt của các cái ban ngành đoàn thể của huyện Chợ Mới trong thực hiện chương trình đồng hành cùng biên cương trong năm 2023. Đây là cái chương trình có nghĩa sức thiết thực nhằm tuyên truyền cho bà con quần chúng nhân dân cũng như là các học sinh ở vực biên giới chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách lực của nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền vùng lãnh thổ. Những năm qua, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã góp phần hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, tạo cơ hội điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ phát huy và khẳng định vị trí vai trò trong gia đình và cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã trở thành một trong những điểm tựa, động lực để phụ nữ và người dân ở vùng biên tự tin vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tăng thêm tình cảm, gắn bó giữa cán bộ hội viên phụ nữ các địa phương với cán bộ hội viên phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.